thức đơn vị Hà Nội trang phục đỏ gặp vận động viên Đặng Trọng Hải đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Văn Hương Chí Tâm đơn vị Hà Nam và vận động viên Nguyễn Hữu Định đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau. Vận động viên Đặng Trọng Hải đơn vị Hà Nội trang phục xanh thắng ưu thế kỹ thuật cách biệt 10 điểm.